Thằng kia, mày đến đây mà mày không có mồm à? Người đồng ơi, em ở nhà ngoan nhá, để anh đi làm kiếm tiền trả nợ. Vậy anh đi đây. Sao em? Em đói à? Anh còn có ít tiền thôi, anh chia cho em một nửa đấy. Anh chưa kịp mua gì cho em ăn cả, em tự đi mua đi nhá. Vậy anh đi làm hiểu không chủ mắng. Sao hôm nay quán ế ẩm như vậy? Từ sáng tới giờ chưa có thằng nào mở hàng, bực thật. Thằng kia, mày đến đây mà mày không có mồm à? À? Mày đưa cái gì đây? Được mấy đâu mặc lè, mày không có mồm à? Tao không bán hàng cho những loại người như mày, đi chỗ khác mua. Có làm việc không? Làm việc làm cho nên thân, còn không thì nghỉ đi. Dạ.